Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Sư Cô, con tên Phạm Lê Uyên Khôi, hôm nay con xin đọc bài Giận Dữ. Nếu ai đó giận dữ làm chuyện xấu với con, chắc họ cũng đau khổ, tổn thương và héo hon. Thế nên đừng vội giận, hãy gắng tĩnh tâm mình, hít và thở chánh niệm, thoát đau khổ vô minh. Nếu con đã thấy được người xấu không bình an thì con sẽ chế tác được tình thương ngập tràn. Cái bài này có ý nghĩa là cũng giống như bài Rahula. Một hôm Rahula cùng Su Huynh đi khất thực, họ gặp một kẻ lưu manh. Hắn nói, hắn lấy gậy đập vào đầu Rahula. Lấy cá ném vào bát của vị sư huynh. Hắn còn nó không biết nhận lỗi mà còn nói, mấy tên chọc đầu tự xưng là mình từ bi, ta đánh lỗ đầu các ngươi xem các ngươi làm gì được ta. Rahula lấy chút ít nước tha vào đầu rồi băng bó bằng vải băng. Hai sư huynh nhìn nhau và nhớ ra lời Đức Phật đã dặn, nhiều người vì thiếu hiểu biết gây khổ đau cho người khác, và chính đó các con phải kiên nhẫn đừng xen vào chuyện đó. Thế Đức Phật dặn dạy, hai huynh đệ nhìn nhau và tiếp tục bước đi. Kẻ lưu manh thấy không có người nào mà mạnh mẽ như thế. Câu chuyện đến đây là hết. Và câu chuyện này con được ý nghĩa của con học được bài học là khi người khác giận dữ thì mình không được để người khác giận dữ thêm, phải bình thản và không và đi ra chỗ khác. Con cảm ơn sư cô đã lắng nghe con, xin hết ạ.